Tyson Fury tung đòn hạ nước ao chóng vánh đối thủ người Đức. Trong màn so tài diễn ra ngày 16 tháng 6, võ sĩ Tyson Fury đã chứng minh game là dễ. Dù phải đối đầu với tay đấm bất bại Tom Schwartz, anh chỉ mất chưa đầy 2 hiệp để có thắng lợi lần thứ 28 trong sự nghiệp. Trong làng quyền Anh, tay đấm Tyson Fury được gọi với biệt danh là gã hề bởi những chiêu trò hơi lố được anh này sử dụng mỗi khi thi đấu. Nổi bật có thể kể đến là vụ hát ông ổng trong phòng họp báo hay diện bộ đồ người rơi lượn một vòng trước hàng trăm ống kính máy quay. Nhưng không vì thế mà khả năng của võ sĩ người Anh có thể xem thường. Anh chưa từng thất bại khi thượng đài chuyên nghiệp và từng hạ cả huyền thoại Vladimir Klitschko. Ngày 16 tháng 6, Tom Schwartz trở thành nạn nhân tiếp theo của võ sĩ 30 tuổi. Tom Schwartz là một tay đấm khá trẻ, năm nay chỉ mới 25 tuổi. Hiện anh đang có 24 chiến thắng, trong đó 16 chiến thắng bằng knockout và cũng đang là đương kim vô địch WBO. Đây là lần đầu tiên Schwartz thi đấu ở Mỹ và cũng là trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp boxing của anh. Đáng tiếc những gì võ sĩ người Đức thể hiện trong trận đấu này khá mờ nhạt và không thể hiện được điều gì. Dù có thể gần bằng Fury, nhưng anh vẫn phải dùng mặt đỡ đòn trước những cú đấm nhanh như chớp của gã hề Fury. Trận đấu thực sự quá ngắn, Schwartz thua toàn diện về kỹ thuật lẫn sức mạnh. Anh không thể tìm ra câu trả lời cho trận đấu này và phải chịu đòn suốt trận đấu. Đây là thất bại đầu tiên của anh trong sự nghiệp quyền Anh chuyên nghiệp. Trước một tay đấm láu cá và đầy kinh nghiệm như Fury thì khả năng chiến thắng cũng rất thấp. Việc Fury chọn Schwartz làm đối thủ đã khiến cho nhiều fan boxing thế giới không hài lòng vì Schwartz là tay đấm hạng 87 thế giới, được đánh giá bởi trang web uy tín Broadrec, còn Tyson Fury là tay đấm cùng đẳng cấp với nhà vô địch WBC. Khi tiếng chuông bắt đầu vang lên, Fury nhanh chóng cho thấy sự vượt trội so với đối thủ. Dù sở hữu cơ thể đồ sộ, nhưng thân pháp của tay đấm người Anh vẫn vô cùng nhanh nhẹn, không mất nhiều thời gian để Fury trút cơn mưa đòn lên đầu Schwartz. Mới sang đầu hiệp 2, gương mặt của Schwartz đã chảy rất nhiều máu. Nhận thấy thời cơ, Fury gia tăng nhịp độ tấn công và trọng tài Kenley Bayless đã buộc phải kết thúc màn so tài không lâu sau đó. Nếu chỉ xem qua hiệp đấu đầu tiên, không ai nghĩ Schwartz sẽ gục ngã sớm đến như vậy. Võ sĩ người Đức đã trải qua 3 phút mở màn với phong thái rất chiến chu, quyền nào ra quyền đó, bất chấp việc phải đang đối mặt với một trong số vài quyền thủ đáng sợ nhất trong làng quyền Anh hạng nặng của thế giới. Nhưng ai mà chẳng bắt đầu với phong thái chiến chu như vậy. Với tác phong lịch lãm như vậy, cả Anthony Joshua cơ bắp cũng như vậy. Tuy nhiên, kể từ khi bước vào hiệp 2, thân phận giữa hai bên đã hoàn toàn khác biệt. Trong khi Fury giận dữ, thảnh thơi tung những cú quyền trái cực kỳ hiểm hóc, Schwartz bắt đầu dần thấm thía nỗi oan nghiệt khi thượng đài cùng quyền thủ được mệnh danh là vua Dagon. Một trong những quyền trái chính xác của Fury giận dữ đã khiến cho cái mũi của Schwartz vẹo hẳn sang một bên và máu bắt đầu chảy ra trên gương mặt điển trai của võ sĩ người Đức. Ở thời điểm đó, quãng đường của hiệp thi đấu thứ hai mới đi được 2/3 thời gian. Khi hiệp đấu còn khoảng 50 giây, Schwartz tung ra liên hoàn quyền cuối cùng với hy vọng gỡ gạc lại những bất lợi. Tuy nhiên, một Fury cao đến 2m06 và nặng 124kg vẫn linh hoạt đến mức khó có thể tin nổi. Chỉ với 4 và 5 tình huống lắc người, vốn ảo diệu như thân ảnh đoàn dự khi vận dụng lăng ba vi bộ, Fury giận dữ đã rũ sạch những pha ra đòn của đối thủ. Không một đường quyền nào của Schwartz chạm được vào da thịt của anh. Đám đông khán giả ở nhà thi đấu Grand Arena đã phấn khích hoan hô hết mình trong khi bình luận viên truyền hình hét lên khen ngợi Fury hết mực. Không ép được Fury giận dữ, Schwartz biết ý lui về một góc võ đài với ý định phòng ngự để chờ tiếng chuông báo hết hiệp 2 kết thúc. Nhưng Fury lừ lừ tiến lại như con cọp thủ thế bổ mồi. Hai đòn quyền liên tục của anh khiến Schwartz khuỵu xuống, quỳ một chân trên sàn đấu, trọng tài đã đếm đến 8 trong khi Schwartz đứng dậy, cố đi qua lại để cảm thấy tỉnh táo. Nhưng tỉnh táo như thế nào khi mặt anh vẫn đầm đìa máu tươi? Sau hai lần hỏi Schwartz anh có ok không, trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp diễn. Nhưng chỉ 10 phút sau đó, ông phải cho trận đấu kết thúc tuyên bố Fury giận dữ thắng knockout kỹ thuật. Vì Fury chớp lấy thời cơ ép sát góc võ đài, liên tục tung ra những đòn khi Schwartz chỉ còn biết giơ hai tay lên đầu chịu trận. Hiệp đấu chỉ còn 8 giây nữa là kết thúc, nhưng chắc chắn võ sĩ người Đức sẽ không chịu nổi quá 2 giây. Chào mừng đến với Las Vegas.
Bình luận viên truyền hình đã hét to như vậy khi chứng kiến khoảnh khắc Führer giận dữ leo lên dây đài thể hiện uy quyền tối thượng của mình. Anh đã đặt chân lên đất Mỹ theo một cách rất ấn tượng, đấu hòa với Wilder cuồng nộ, dù hai lần bị đấm gục trong hiệp thi đấu thứ 12 tại Los Angeles, và đây hủy diệt Swat ngay tại hiệp thi đấu thứ 2 tại Las Vegas. Tầng luyện quyền tiếp theo của Fury giận dữ là gì? Square Garden ở New York chăng? Biết đâu đó, Fury đang là quyền thủ của người Anh được rất nhiều người yêu mến ở nước Mỹ. Fury giận dữ hào hứng cho biết, sau chiến thắng có độ thuyết phục không kém gì Wilder cuồng nộ đấm gục Dominic ngay ở hiệp thi đấu đầu tiên. Trận đấu hôm nay rất tuyệt vời, tôi sẽ hưởng thụ nó. Còn trước mắt tôi sẽ đảm bảo cho các vụ thương thảo thành công để dàn xếp trận đấu tiếp theo, và sau đó chúng tôi sẽ đối đầu với Wilder vào năm sau. Đội của Wilder muốn trận đấu đó diễn ra, mọi người đều muốn trận đấu đó diễn ra, vậy thì nó sẽ diễn ra. Hãy mang tất cả bọn họ lên sàn đài đi nào. Sau khi trận đấu kết thúc, Fury giận dữ đã có một hành động rất đẹp được mọi người khen ngợi. Thay vì ở lại trong phòng riêng của mình ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội, anh cất công sang tận phòng tập riêng của Swat để an ủi và chia sẻ động viên với đối thủ của mình. Dù chỉ một tiếng trước đó chính là kẻ địch của anh trên sàn đấu, Fury và sư phụ của Swat thể hiện sự khiêm tốn, không phải ở tư thế của những kẻ bề trên, kẻ vừa giành lấy chiến thắng. Khi đứng trước các thành viên của đội Swat, Fury đã an ủi cha của đối thủ: anh ấy đến đây là để chiến đấu và giành chiến thắng. Con của ông đã làm được công việc tuyệt vời, ông nên tự hào về điều đó. Tôi sẽ kéo mọi người vào phần tiếp theo của tôi, hãy tập luyện đến cùng với tôi, Fury nói với Swat khi anh này vừa bước khỏi phòng tắm. Fury cho biết anh sẽ trở lại vào ngày 21 tháng 9 hoặc ngày 5 tháng 10, đó luôn là kế hoạch, trước khi Wilder tuyên bố sẽ tái đấu với Fury vào năm 2020. Khả năng cao Wilder sẽ tái đấu với Luis Ortiz, còn phần Fury thì vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào. Có khả năng tấu hài lại biết cách mang đến những màn trình diễn mãn nhãn, Fury là cái tên rất hot trong làng boxing hiện tại. Theo tiết lộ của chính nhà đấm 30 tuổi này, sau màn thượng đài kéo dài gần 6 phút, anh đã thu về khoản tiền khổng lồ lên tới 12,5 triệu đô la Mỹ, tức là bằng gần 4 tháng lương của siêu sao Cristiano Ronaldo. Fury cho biết, Wilder sẽ được biết thế nào là sức mạnh thực sự của tôi. Tay đấm người Anh tỏ ra rất tự tin sau chiến thắng knockout chóng vánh Tom Swat cuối tuần vừa qua. Tôi đã đánh bại anh ta một lần và sẽ lặp lại điều đó ở trận đấu tiếp theo, Fury tuyên bố. Anh ta sẽ được trải nghiệm thế nào là Fury trong trạng thái sung sức nhất. Đây là trận đấu lớn nhất trong làng quyền Anh. Chiến thắng knockout sau hiệp thi đấu thứ 2 ở trận gặp Swat giúp tay đấm Fury nâng thành tích lên 29 trận bất bại, bao gồm 28 trận thắng và 1 hòa. Trận hòa duy nhất với Deontay Wilder vào tháng 12 năm 2018. Đây là trận đấu mà nhiều chuyên gia cho rằng Fury xứng đáng thắng điểm. Tuy nhiên, trận tái đấu giữa Fury và Wilder có thể diễn ra ngay trong năm nay. Ông bầu của Fury là Frank Warren cho biết tay đấm 30 tuổi có thể đấu một trận nữa vào tháng 9 hoặc tháng 10 ở New York trước khi gặp lại Wilder. Trận tái đấu nhiều khả năng diễn ra vào đầu năm tới. Tất cả các bên đều muốn trận đấu diễn ra, Warren nói với BBC rằng. Trận tái đấu kỳ vọng sẽ phá kỷ lục 4,8 triệu tài khoản xem trả tiền mà trận đấu thế kỷ giữa Mayweather và Pacquiao lập năm 2015. Wilder cũng có trận đấu đầy ấn tượng khi gần đây knock out Dominic ngay trong hiệp 1 để bảo vệ đai WBC hồi đầu năm. Ở trận đấu hồi đầu tháng này, Anthony Joshua nhận kết cục thua sốc trước Andy Ruiz và Fury nói rằng quyền Anh hạng nặng thế giới chỉ còn hai tay đấm đủ sức quyết ngôi vương. Deontay Wilder đang tới và trận đấu phải diễn ra. Từng có 3 con ngựa ở chặng đua, giờ chỉ còn 2, ám chỉ Joshua bị loại. Tôi muốn chứng tỏ và giới thiệu bản thân với công chúng Mỹ một cách mạnh mẽ nhất. Tôi sẽ cho họ thấy kỹ năng quyền Anh và né đòn và kết thúc của đối thủ, Fury nhấn mạnh. Sau chiến thắng trước Tom Swat, Fury đã ngay lập tức gửi chiến thư đến nhà vô địch WBC Deontay Wilder. Gã hề thị tin nói, trận trước lẽ ra tôi đã đánh bại được Wilder và trận tái đấu tôi sẽ làm được điều đó. Wilder sẽ được xem một Fury sung mãn nhất, chắc chắn đó sẽ là trận đấu lớn nhất làng boxing. Tháng 12 năm 2018, Fury và Wilder đã gặp nhau. Trận đó, người nắm ưu thế trong trận là Fury, nhưng trọng tài đã cho trận đấu kết thúc với kết quả hòa. Chính vì lẽ đó, Fury và Wilder sẽ được cho là sẽ sớm tái đấu để phân tài cao thấp. Tuy nhiên, rất nhiều khả năng trận đấu này sẽ không thể diễn ra ngay trong năm nay, mà phải đợi đến đầu năm 2020.
quyền Anh hạng nặng trong những năm gần đây xoay quanh ba cái tên đình đám, đó là Fury, Wilder và Joshua. Trước khi Fury giành chiến thắng trước Swat, Wilder cũng đã có một trận cực kỳ hay khi hạ knock out đối thủ Dominic ngay trong hiệp thứ nhất. Trong khi đó, tay đấm được xem là mạnh nhất của boxing hạng nặng là Wilder đã bất ngờ buông bỏ vương quyền sau khi thua sốc trước Andy Ruiz. Tyson Fury đã tỏ ra xem thường Joshua sau trận đấu đó và cho rằng boxing hạng nặng thời điểm hiện tại chỉ còn anh và Wilder đủ sức để cạnh tranh lẫn nhau. Wilder đang tới và trận đấu sẽ phải nhân ra. Từng có 3 con ngựa ở chặng đua, giờ chỉ còn 2 con. Tôi muốn chứng tỏ và giới thiệu bản thân với công chúng Mỹ một cách mạnh mẽ nhất. Sau màn hủy diệt, Fury đã thể hiện tinh thần fair play với Swat. Tyson Fury vừa mới thể hiện sự fair play ngút trời sau khi hủy diệt đối thủ người Đức Tom Swat ở hiệp thi đấu thứ 2 trong trận tượng đài tại Arena Las Vegas của Mỹ và khiến đối phương rời khỏi sàn đài với cái mũi bị gãy. Gượng mặt đầy máu, anh đã phải sang tận phòng tập riêng của bại tướng để thăm hỏi và động viên đối thủ. Tyson Fury sinh ngày 12 tháng 8 năm 1988 là một võ sĩ chuyên nghiệp người Anh. Năm 2015, ông đã giành được thống nhất đai WBA bằng cách đánh bại đương kim vô địch thế giới Vladimir Klitschko ở Đức. Chiến thắng này đã mang lại cho anh giải thưởng võ sĩ của năm. Kể từ tháng 6 năm 2019, Fury được xếp hạng là tay đấm tốt nhất thế giới theo The Ring và thứ tư bởi Bookrig. Năm 2016, Fury đã rời WBA, WBO sau khi bị các vấn đề về sức khỏe và tâm thần dẫn đến nghiện rượu và sử dụng ma túy. The Ring đã tước đi danh hiệu cuối cùng còn lại của anh ấy vào đầu năm 2018. Sau đó vào năm 2018, sau hơn 2 năm không hoạt động, Fury đã trở lại võ đài để thách đấu cho danh hiệu hạng nặng WBC trước Deontay Wilder. Cuộc chiến đã được ghi nhận là một trận hòa. Là một võ sĩ nghiệp dư, Fury đại diện cho cả Anh và Ireland trong khi truy tìm dòng dõi gia đình của mình ở người thân ở Belfast và Galway. Ông đã giành được danh hiệu siêu nặng ABA vào năm 2008 trước khi chuyển sang chuyên nghiệp vào cuối năm đó. Ở cấp độ hạng nặng của khu vực, ông liên tiếp giữ các danh hiệu cũng như danh hiệu châu Âu, liên bang và Ireland.